Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình trò chuyện cuối tuần ban chuyên đề Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc luôn là một dòng chảy vô cùng đa dạng và phong phú, và tuy không được ồn ào náo nhiệt như những dòng nhạc đương đại, tuy nhiên âm nhạc dân tộc vẫn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng không chỉ trong đời sống âm nhạc mà còn trong đời sống văn hóa của bất kỳ một quốc gia nào. Chính vì vậy mà việc gìn giữ và phát huy một nền tảng âm nhạc dân tộc luôn là một công việc đáng trân trọng, tuy đây không phải là một điều dễ dàng. Và trong chương trình trò chuyện cuối tuần ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến và chia sẻ với những công việc, với những con người đang vẫn thầm lặng và miệt mài làm công việc đầy ý nghĩa này cho đời. Chúng ta xin cùng gặp gỡ với giáo sư Trần Văn Khê, nhà giáo ưu tú Thúy Hoàng và nghệ sĩ Hải Tượng. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta ngày hôm nay còn hân hạnh đón tiếp sự có mặt của một số thành viên trong câu lạc bộ Tiếng Hát Quê Hương do cô Thúy Hoang làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ này đã rất là quen thuộc đối với đông đảo công chúng cả nước trong nhiều năm qua. Và câu hỏi đầu tiên thì xin được kính đặt cho giáo sư Trần Văn Khê. Dạ thưa thầy, Quỳnh Hương cũng biết rằng là nói và bàn về âm nhạc dân tộc thì có lẽ là một đề tài vô cùng mênh mông, nói hoài cũng không hết, nhưng ngày hôm nay chúng ta sẽ giới hạn trong một cái mảng nhỏ. Xin thầy có thể cho công chúng được biết vai trò của âm nhạc dân tộc đối với một nền văn hóa của một quốc gia được không thưa thầy? Tất cả một mỗi quốc gia trên thế giới, không có nước nào mà chúng ta không thấy có những tiếng hát ru, có những tiếng hát đồng dao, có những tiếng hát đi liền với công việc làm và trong lúc những cái cuộc lễ hội, thì âm nhạc rất quan trọng bởi vì nó dính liền với đời sống của con người từ lúc sơ sanh đến lúc trở về với cát bụi. Mà chẳng những vậy thôi, người ta trong đời đói thì ăn, khát thì uống, nhưng không phải chỉ ăn và uống không, chúng ta cần có một cái gì thư giãn trong đầu làm cho chúng ta thấy cuộc đời không phải chỉ cuộc đời vật chất mà có cuộc đời tinh thần. Vì vậy mà trên thế giới không có nước nào mà không có âm nhạc, mà không có nước nào mà không coi âm nhạc là quan trọng. Như vậy thì cụ thể với đất nước Việt Nam của chúng ta thì như thế nào thưa thầy? Đối với đất nước Việt Nam chúng ta thì cái đó càng quan trọng hơn. Chúng ta không phải nó quan trọng hơn bởi vì chúng ta Việt Nam, nhưng mà các bạn có thể để ý rằng trên thế giới chỉ có nước Trung Hoa và nước Việt Nam là cái nước có thanh giọng lên xuống, khi nói chuyện không đã như ca. Thì cái điều đó nó dính liền cái tiếng ca, dính liền cái tiếng nói. Thì cái thanh giọng đó nó làm cho chúng ta cần dùng phải có cái tiếng hát, chỉ nói không như tiếng hát. Vì vậy mà trong đất nước Việt Nam âm nhạc vô cùng quan trọng trong đời sống hàng ngày, trong đời sống của tâm linh, mà trong đời sống của tất cả mọi người trong khi giải trí. Cảm ơn thầy Khê. Thưa quý vị, nếu như vậy thì quả thật là âm nhạc dân tộc đóng một vai trò rất là lớn và rất quan trọng trong đời sống âm nhạc nói riêng và trong đời sống văn hóa của không chỉ riêng các nước trên thế giới mà cả đất nước Việt Nam của chúng ta cũng vậy. Tuy nhiên theo dòng chảy của thời gian thì cái việc gìn giữ và phát huy cái dòng nhạc dân tộc rõ ràng là không phải là một điều dễ dàng, phải không thưa thầy? Dạ đúng, là bởi vì theo tôi thấy rằng cái âm nhạc dân tộc luôn luôn thường thường nó đi dính liền với đời sống ở trong thôn quê, nhưng mà ở trong thành thị nó có nhiều cái sự thay đổi. Mà thứ nhất là trong cái thời kỳ kinh tế, thời kỳ kỹ thuật thì bao nhiêu chuyện thay đổi, thì tất cả những cái gì êm ái dịu dàng nó bị những cái khác hoành tráng sáng sủa rộn rịp nó chạy tới, nó làm cho người ta để ý tới chuyện đó rồi lần quên lãng cái âm nhạc dân tộc. Huống chi trong đất nước Việt Nam chúng ta đã có nhiều cái trường hợp hoặc là thời kỳ thuộc địa, hoặc là thời kỳ chiến tranh, lúc đó không ai muốn, nhưng mà văn hóa với âm nhạc bị lùi vào trong bóng tối, thì cái điều đó là vấn đề khó khăn. Cho nên đối với chúng ta, tất cả thanh niên đều bị có gián đoạn trong một thời gian rất dài, không được tiếp cận với âm nhạc dân tộc, không được gần gũi với âm nhạc dân tộc, thì điều đó thật có khó. Dạ thưa thầy, nhưng mà con trộm nghĩ rằng là đã là con người Việt Nam, ai sinh ra cũng được mẹ ru ạ. Thế thì nó cũng đã có sẵn cái hồn, cái vía ở trong lòng rồi thưa thầy. Vậy thì thầy có nghĩ rằng là khi mà mình bị gián đoạn như vậy, chỉ cần khơi gợi nên là nó sẽ dạt dào trở lại không ạ? Lẽ tất nhiên phải khơi lợi, mà khơi lợi không phải khơi lợi trong một cái trường hợp nào mà chúng tôi coi rằng không có đúng với cái sinh hoạt hàng ngày của trong dân chúng.
nó không đúng với cả cái chức năng của trong xã hội. Chẳng hạn như bây giờ khơi lại muốn lập là làm cái liên quan hát ru, làm cái liên quan hò, thì có những cái người hò rất hay, ru rất hay, nhưng mà tôi hỏi cha em giỏi, em xem hò hay quá, em ru hay quá, ở nhà em có ru cho em ngủ không? Nó dạ không. Nó dạ sao em ru hay quá? Dạ em học hát ru để biết đâu lên truyền hình em được hát ra. Thì thành ra không phải chức năng cho đứa bé sống, đứa bé ngủ, mà lại muốn đưa lên trên truyền hình để được biến thành ra biểu diễn. Thì thành ra cái điều đó nó cũng có một phần khó khăn. Dạ, chính vì vậy mà những cái nỗ lực trong cái việc mà giữ gìn phát huy để cho cái dòng chảy âm nhạc dân tộc nó thấm vào máu của mỗi một con người Việt Nam của thời hiện đại này, đó là một cái công việc vô cùng khó khăn và rất đáng trân trọng. Và một trong những người đã miệt mài trong nhiều năm qua để thực hiện việc này đó chính là nhà giáo ưu tú Thúy Hoang. Dạ thưa cô nghĩ như thế nào khi mà mình đã quyết định dành cả một cái đời mình để mà âm thầm làm cái công việc rất là khó khăn đó thưa cô? Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tôi thì rất là may mắn là được sống trong môi trường âm nhạc dân tộc từ nhiều năm. Thì qua một cái thời gian dài như vậy thì tôi dần dần cảm nhận được phần nào những nét hay, nét đẹp ở trong âm nhạc dân tộc, thông qua là khi thì là giọng nói, khi thì là lời ca, lúc thì là tiếng đàn. Thế và chính những cái cảm nhận đó nó giúp cho cái cuộc sống của tôi thêm phong phú. Tôi cảm thấy yêu đời hơn, yêu mọi người hơn, yêu quê hương đất nước mình hơn. Và đó tôi nghĩ là cái niềm đó là một cái hạnh phúc lớn lao. Và trong cái niềm hạnh phúc đó thì tôi rất mong, rất muốn là được chia sẻ cùng tất cả mọi người, trong đó có các bạn trẻ, để làm gì để chúng ta cùng nhau gìn giữ, chung tay, chung sức gìn giữ kho tàng âm nhạc dân tộc của ông cha chúng ta. Dạ. Thưa cô, như vậy thì cô đã, giống như thầy Khê, cô đã dành một cái cuộc đời mình để gắn bó với âm nhạc dân tộc. Và bản thân cô cũng là chủ nhiệm của câu lạc bộ tiếng hát quê hương nữa. Vậy thì cô đánh giá như thế nào về âm nhạc dân tộc đối với đời sống văn hóa của người thành phố của mình bây giờ? Thì theo như là lời của thầy nói hồi nãy đó, thì chúng ta thấy là âm nhạc nó nước nào cũng vậy, cũng đều có âm nhạc riêng của cái nước đó. Và mình cũng vậy, thứ nhất là cái âm nhạc của mình lại gắn liền với giọng nói. Mình là người Việt Nam, mình hàng ngày mình nói tiếng Việt Nam, vậy thì không thể nào mà mình không có ở trong lòng mình là có cái niềm yêu của cái âm nhạc dân tộc, có thể dưới mọi hình thức khác nhau. Đó thì riêng về đối với thành phố thì tôi nghĩ là ở trong thành phố mình khán giả rất là khó tính. Khó tính trong việc chọn lựa, việc thưởng thức các món ăn tinh thần, trong đó có âm nhạc. Thế nhưng mà nói vậy không có nghĩa là khán giả không quan tâm tới âm nhạc dân tộc. Bằng chứng là chúng ta thấy trong nhạc hội đàn tranh châu Á kỳ vừa rồi đó, mà Cung Văn hóa Lao động kết hợp với lại Trung tâm âm nhạc thành phố và Nhạc viện thành phố tổ chức. Trụ cột của câu lạc bộ tiếng hát quê hương. Như vậy thì hiện nay chị phụ trách về mảng nào ạ? Ban nãy Quỳnh Hương thấy chị cầm cái máy rất to đi tới đi lui chụp ảnh, hỏi chị phụ trách mảng kỹ thuật chăng? Chụp ảnh chỉ là cái đam mê thôi, vừa là phục vụ cho cái công việc của mình, vừa là thích thì đi chụp thôi. Nhưng mà cái công việc chính của Phượng là giảng dạy ở Nhạc viện thành phố. Rồi thêm bên cạnh đó, đối với lại câu lạc bộ tiếng hát quê hương thì mình giữ cái những dàn dựng những cái chương trình biểu diễn, tập hợp những em mà có trình độ khá nhất để vào thành những cái nhóm nhỏ nhỏ và dựng tiết mục biểu diễn trên sân khấu hoặc là ở trên đài. Như vậy thì có thể nói chị là giống như là phụ trách chuyên môn cho cái phần biểu diễn của nhóm, là chị cũng theo sát từng cái bước đi của các học viên chứ đúng không chị? Dạ đúng. Thông thường thì cái phần biểu diễn trong câu lạc bộ tiếng hát quê hương thì có rất là nhiều người, thì và với nhiều trình độ khác nhau. Thì mình có thể tùy theo cái chương trình biểu diễn như thế nào mà mình chọn những bạn phù hợp với lại cái chương trình biểu diễn đó và tập những cái bài để phù hợp cho cái chương trình biểu diễn như vậy. Như vậy chị sẽ có một cái đánh giá như thế nào đối với cái gọi là cái khả năng cảm thụ âm nhạc và khả năng biểu diễn âm nhạc của những học viên không chuyên trong tiếng hát quê hương? Thật ra thì đối với ngành nghề biểu diễn, nếu mà những người mà chuyên nghiệp á cố gắng một thì những bạn không chuyên phải cố gắng đến 10. Và mình đánh giá rất cao cái sự cố gắng của các bạn. Để có được một tiết mục biểu diễn thì các bạn đã phải tập đi tập lại rất là nhiều lần. Và hay nhất ở các bạn là tập với một cái tinh thần cầu tiến thật sự. Đó là
cái tinh thần mà mình cảm thấy rất là thích thú và rất là vui khi mà được hướng dẫn. Có nghĩa là chị cũng đã cảm nhận được một cái lửa âm nhạc, yêu âm nhạc dân tộc trong lòng của các học viên. Thế đúng. Thì ngày xưa Quỳnh Hương nhớ chính bản thân Hải Phượng từ khi còn bé đã được mẹ Thúy Hoang truyền cái lửa đó lại. Bây giờ đến phiên chị đã làm như thế nào để chị truyền được cái lửa đó cho các học viên của mình? Thật ra đó thì trong mỗi học viên, trong mỗi bạn đã đến sinh hoạt câu lạc bộ tiếng hát quê hương là đã có cái lửa trong người rồi. Đến sinh hoạt câu lạc bộ tiếng hát quê hương là nơi khơi lên cái ngọn lửa đó. Và những cái chương trình biểu diễn là những lúc mà mình có thể tập hợp gom những cái ngọn lửa đó lại. Bùng lên thành ngọn lửa lớn. Và như vậy thì nói đến điều này thì Quỳnh Hương lại nghĩ tới thêm một cái điểm mạnh nữa của tiếng hát quê hương. Có lẽ là làm cho nó khác biệt so với những câu lạc bộ âm nhạc dân tộc khác chăng? Đó là không chỉ đơn thuần là một câu lạc bộ mà tiếng hát quê hương còn là một cái nơi rất mạnh về đào tạo. Dạ, thưa cô, như vậy thì cô có thể chia sẻ một chút về cái công việc này à cô? Thì tiếng hát quê hương đúng như là Quỳnh Hương nói hồi nãy, tức là rất chú trọng tới mảng đào tạo. Thì giống như là thầy vẫn thường thường nói, thầy nói là nếu một truyền thống mà muốn là được phổ biến và được gìn giữ mãi thì phải có những lớp kế thừa, nhất là những lớp người trẻ tuổi. Yeah. Tiếng hát quê hương cũng đi theo như giống như thầy nói. Thì về công tác đào tạo, mặc dù nó là một câu lạc bộ, tức là nó có tính cách là phong trào, nhưng mà thực ra là cái nền nếp thì nó hơi giống chuyên nghiệp. Tức là tất cả các bạn vô trong đó học đó đều phải theo tuần tự. Từ lớp 1, xong học hết lớp 1 rồi đó, là tại vì một lớp tương đối nó cũng ngắn ngắn thôi. Thành ra học xong lớp 1 thì phải thi cuối lớp, cuối khóa, đạt yêu cầu rồi lúc đó mới lên lớp 2. Lớp 2 lên lớp 3 cứ tiếp tục như vậy. Đó, thì cái sự đó cũng làm, thứ nhất là làm cho các em cố gắng. Thứ hai nữa là căn cứ vào cái sự học của các em, cũng giống như là tính tình của các em khi mà em đi học. Tức là vẫn nếu mình nói chữ hơi to mà tí là hạnh kiểm đó. Đó, kết hợp hai cái đó thì các em sẽ được xét duyệt học bổng. Thì nhờ giáo sư Trần Văn Khê đó, nhờ thầy giới thiệu một học bổng rất là lớn, đó là học bổng Odon Valley. Học bổng này phát học bổng cho tất cả các sinh viên Việt Nam từ Bắc chí Nam. Thì trong đó có 15 học bổng dành cho âm nhạc dân tộc. Lúc đó thì thầy xin cho bên tiếng hát quê hương. Và đã có khoảng 4 năm nay thì bên tiếng hát quê hương 15 em được. Thế rồi đó là được những rồi. Em thật xuất sắc mình chuyển vô. Còn những em thuộc loại giỏi, dưới xuất sắc một chút đó, thì sẽ nhận cái học bổng của tiếng hát quê hương vào cuối năm. Cho nên cái tổng kết cuối năm của tiếng hát quê hương thì rất vui. Thứ nhất là tất cả các lớp học viên đều phải biểu diễn. Đó, thứ hai nữa là những em giỏi thì được nhận học bổng, và những em nhỏ thì được nhận phần thưởng chuyên cần. Dạ thưa giáo sư Trần Văn Khê, thầy cũng là người đã có rất là nhiều gắn bó và có thể nói là người đỡ đầu. Vâng, một người đỡ đầu hết sức là nhiệt tâm cho câu lạc bộ tiếng hát quê hương ngay từ những ngày đầu tiên và cho đến bây giờ. Thầy đánh giá như thế nào về mô hình hoạt động này thưa thầy? Điều đó là một cái nguồn vui lớn của tôi, là bởi vì tôi không phải chỉ nghiên cứu mà muốn nghiên cứu để đưa vào trong cuộc sống. Mà đưa vào trong cuộc sống, tôi sống bên Pháp, ở bên đây không thể được, cho nên mặc dù thầy trò xa nhau mà liên hệ trực tiếp với Thúy Quang và Hải Phượng luôn luôn, thì Thúy Quang và Hải Phượng làm được cái việc mà tôi không làm được. Cho tức là đem ra làm thành một phong trào, gửi cho người ta thương yêu âm nhạc dân tộc. Mà chẳng những gửi thương yêu đó, có đưa ra cái tất cả cái cách dạy để làm cho người nào muốn học cũng tới học được, thì điều đó là cái điều tôi rất thích thú. Mà mỗi một năm tôi về, tôi thấy cái số lượng đã tăng, chất lượng cũng tăng, mà cái tình thương âm nhạc càng ngày càng gắn bó. Dạ, đó là một cái tín hiệu vô cùng đáng mừng. Và bản thân thầy thì bên cạnh cái việc mà thầy dành rất là nhiều những cái thiện cảm và cái sự nâng niu cho những hoạt động âm nhạc dân tộc ở tại quê nhà, thì Quỳnh Hương cũng được theo dõi những hoạt động của thầy á. Quỳnh Hương cũng có thấy là từ khi thầy về sống hẳn ở tại quê nhà thì thầy cũng đã có những cái buổi sinh hoạt âm nhạc dân tộc rất là thường xuyên ngay tại tư gia của mình. Dạ thưa thầy, thì thầy muốn gửi gắm cái điều gì qua những cái hoạt động này thưa thầy? Bởi vì con cũng thấy là đó nó cực quá. Nó không phải là những buổi biểu diễn
để cho đến thưởng thức vui vui cũng được một vài trong canh. Mà tôi muốn có cái dịp để mà giải thích, mà nói chuyện, phân tích rõ ra cho một số thanh niên biết. Cho nên cái buổi định kỳ của tôi luôn luôn là ưu tiên là thanh niên và những người nào tìm hiểu. Thì điều đó, những cái buổi sinh hoạt định kỳ đó là bổ sung vô cho tiếng hát quê hương. Tiếng hát quê hương là biểu diễn, đào tạo. Còn của tôi đến đây để là giải thích, phân tích và làm thế nào để cho tuổi trẻ thấy rằng trong âm nhạc Việt Nam nó có những cái hay chỗ nào, để đặng mà bỏ bớt cái tự ti mặc cảm, để bỏ bớt một cái chuyện mà coi thường âm nhạc dân tộc Việt Nam để mà trở lại. Thì đó là cái mục đích của tôi. Dạ thưa thầy, và mục đích đó của thầy chắc chắn là cũng đã nhận được cái sự đón nhận từ phía khán thính giả. Thưa thầy. Tôi hết sức vui là bởi vì sau một buổi định kỳ, sinh hoạt định kỳ, luôn luôn có cuộc giao lưu. Mà có mấy lần giao lưu, thanh niên đứng lên nói chuyện mà tôi ngồi tôi muốn chảy nước mắt. Là chỉ có một em nó nói, thưa thầy, hồi trước kia đó em nghe hát bội nó em tắt máy, mà em nghe em chịu không nổi. Thế nhưng mà hôm nay lại tới nay thầy phân tích thầy nó hát bội hay chỗ nào, em nghe chỗ nào. Tới chừng hôm nay em coi một trích đoạn hát bội, em khóc với các người diễn viên trên sân khấu. Thì cái điều đó làm cho tôi hết sức xúc động. Và thanh niên ở trường văn khoa, sau khi có một số em, 5-6 em lại muốn nghe được người hát bội, thì mấy em nói bây giờ làm thế nào, chúng tôi sẽ tổ chức ra gần 400 sinh viên để đồng tới tìm hiểu. Thì như vậy từ 1 lên 2, 2 lên 4, mà nó tới một cái số đó, thì tôi cho rằng cái đó là một cái tôi thành công là bởi vì để làm cho thanh niên giật mình thấy lại chúng ta hay chỗ nào, bất tự ti mặc cảm, thương nó một chút, thương nó mới hiểu nó, hiểu nó rồi mới thương thêm mới học, mới tập, mới luyện, mới biểu diễn, có người biết nghe. Thì một cái sinh hoạt âm văn hóa nào mà thanh niên chấp nhận luyện tập và biểu diễn là cái sinh lực nó có. Chứ còn nếu có những người già, những người như chúng tôi ngày nay sống mà ngày mai có thể trở về với các bụi, nếu chỉ có những người lớn tuổi mà thích thì cái người lớn tuổi đi đó thì sẽ mất. Cho nên chúng tôi rất vui là có một số thanh niên bây giờ đang trở về với âm nhạc dân tộc. Con xin chúc mừng thầy với mọi người. Xin được quay lại cô Thúy Hoang với những hoạt động của câu lạc bộ tiếng hát quê hương. Thì thưa cô, sau gần 30 năm hoạt động thì câu lạc bộ đã gặt hái được những cái thành công đáng mừng rỡ, như là những cái huy chương vàng trong khá nhiều những cái hội diễn chuyên ngành. Như vậy là điều đáng nói hơn hết thì câu lạc bộ đã tạo được một cái sự tín nhiệm, yêu thích trong phong trào âm nhạc dân tộc đối với người dân bình thường qua nhiều thế hệ, phải không ạ? Như vậy thì cô có thể nói một chút hơn nữa về cái lực lượng mà đang sinh hoạt tại câu lạc bộ này, thưa cô? Thì lực lượng đang sinh hoạt bây giờ thì với những em mà tương đối có khả năng chuyên môn tốt thì các em đã được thâu nhận vào trong cái dàn nhạc. Mà ở trong đó thì cũng không phải là chỉ riêng ở bên các em ở phong trào, nhưng mà cũng có một số em ở trong nhạc viện cũng tham gia nữa. Nhưng mà nói chung là đa số thì là các em trưởng thành từ phong trào. Chúng ta sẽ làm một cái cuộc là thăm dò nhỏ để xem là các anh chị, các em đang cảm nhận như thế nào về cái không khí của tiếng hát quê hương và không khí âm nhạc dân tộc cô nha. Chắc là bé đi. Đây là bé Mai Khanh. Xin mời bé Mai Khanh, con lên đây với cô nè. Chào con. Dạ con chào cô. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ năm nay là con 10 tuổi rồi. Con theo học đàn tranh ở tiếng hát quê hương được bao lâu rồi? Dạ con theo học đàn tranh ở tiếng hát quê hương gần 1 năm rồi. Gần 1 năm. Thế trước khi con đến là con có biết một chút gì về nốt Do Re Mi gì không? Dạ không. Như vậy thì ngày hôm nay con biết đàn được cái gì rồi? Con biết đàn được rồi, cũng nhiều bài rồi. Nhiều bài. Con có thích không? Dạ thích. Như vậy thì con có nghĩ là mai mốt con sẽ còn đi theo gắn bó với lại đàn tranh dài lâu không? Dạ có. Con tự con thích con đến hay là mẹ con thích rồi mẹ con đem con tới? Dạ mẹ con thấy là con rất là thích đàn tranh nên mẹ con đã đăng ký cho con học với cô Thúy Hoang. Nhưng mà sao con biết con thích đàn tranh vậy? Con biết được cái đàn tranh ở đâu? Dạ thưa cô, là vì con thấy đàn tranh rất là hay và hồi nhỏ con rất là thích coi những chương trình như cô Hải Phượng biểu diễn,
Mẹ con cũng rất là mê nghe những bài đàn tranh nên con quyết tâm học đàn tranh. Con quyết tâm học đàn tranh, cảm ơn con. Cái vui không? Cảm ơn, cảm ơn con Mai Khanh. Thưa quý vị, đã có rất là nhiều những cái kỷ niệm khó quên trong cái quá trình mà biểu diễn tại nước ngoài. Như vậy chắc là mỗi lần cái tiếng đàn của Hải Phượng vang lên thì Bình Hương cứ nhớ một lần đọc được một bài báo kể về tiếng đàn Hải Phượng trong chương trình Duyên dáng Việt Nam tại Úc. Có nghe nói là mọi người sững sờ vì xúc động phải không ạ? Đó có phải là kỷ niệm sâu sắc nhất của chị không? Đó là một trong những kỷ niệm mà mình cảm thấy là rất là vui khi mà mình nhận được cái sự đồng cảm từ phía khán giả. Đã có rất là nhiều chương trình khi mà ở trên này vừa cất lên một tiếng đàn bầu hay là một tiếng đàn tranh thì ở dưới đã có tiếng khóc. Mình biết chắc chắn là đó là những người Việt Nam. Nhưng mà cái kỷ niệm mà đẹp nhất, mình có thể nói là cái khoảng thời gian đẹp nhất là những kỷ niệm khi lưu diễn với lại thầy giáo sư Trần Văn Khê. Đó là một cái chuyến lưu diễn mà 21 buổi biểu diễn đều là những recital hết. Thì khi làm những cái chương trình như vậy thì mình rất là cực, không có một cái gì hỗ trợ hết, tất cả chỉ có hai thầy trò làm, vừa thầy thì giới thiệu nói rồi mình minh họa qua tất cả các bài bản. Rồi trong cái chuyến lưu diễn đó thì lại còn được đài phát thanh của Pháp thu hãng dĩa, Okora thu cái đĩa. Và sau đó thì cái đĩa của hai thầy trò làm đã được bình chọn là đĩa hay nhất trong năm của Hiệp hội Phê Bình Đức cũng như là Hiệp hội Phê Bình Pháp. Thì mình nghĩ rằng là đó là cái khoảng thời gian mà mình cảm thấy là để lại những cái dấu ấn rất là sâu đậm trong cái cuộc đời biểu diễn. Dạ, cảm ơn chị về cái kỷ niệm đáng nhớ này. Như vậy thì lại quay trở, gọi là ký ức nên là quay trở về với giáo sư Trần Văn Khê. Xin thưa quý vị và các bạn, bởi vì thầy Khê đã có một cái khoảng thời gian rất lâu sống tại Pháp, như vậy thì đã có rất là nhiều những cái công trình nghiên cứu về âm nhạc dân tộc cổ truyền của Việt Nam. Như vậy thì những cái ngày tháng sống ở nước ngoài thì thầy đã thấy là cộng đồng người Việt mình đối với âm nhạc dân tộc đã có một cái cảm nhận như thế nào thưa thầy? Tôi thấy rằng thế này, cái người ở Việt Nam đã mà đi ra đi rồi đó, có thể cần nhớ thương âm nhạc Việt Nam hơn cái người ở tại đây. Mình ở gần rừng mình không thấy rừng đẹp, mà khi đi xa rồi nhìn thì cái rừng nó đẹp quá đi. Và lại nhớ, cho nên luôn luôn năm nào Tết cũng có âm nhạc, Trung Thu cũng có âm nhạc, mà tìm lấy cái âm nhạc mà chẳng những đây, nhiều nơi có những cái chỗ dạy học trò của Thiếu Quang cũng có, mà có chỗ nơi khác cũng có. Khi mà Hải Phượng đi với tôi đó, đi trong 20 mấy chỗ đó, thì có những chỗ rất là cao tới như trường những dạy về những cái người đi ra đi làm thạc sĩ về triết lý đó. Hồi xưa mà Trần Đức Thảo học đó, gì Răng Phôn Sạc học đó, thì học trò trong đó nó hay, bữa tới Hải Phượng tới thì nghĩa là nghe rồi thích thú quá, mời Hải Phượng đi lại ngồi ăn cơm chung. Rồi chẳng những cái thôi, thế thôi còn chạy kiếm mua dĩa, rồi còn vẽ hình, rồi còn này kia. Bây giờ nếu có dịp mà mỗi một lần có cái người đi ra thì ở trong bên nước ngoài rất là quan kinh. Thì điều đó tôi thấy nếu có thể là phổ biến nhiều hơn nữa, gửi băng, gửi nhạc, gửi người đi ra biểu diễn, thì cái sự mà cái người Việt Kiều sẽ được thỏa mãn trong tình nhớ thương tổ quốc. Như vậy thì thầy sẽ thấy rằng là đối với cái nhìn của một người mà làm công tác bảo tồn và phát huy âm nhạc dân tộc thì mình nên làm những gì cho nó thiết thực. Bởi vì vậy cho nên tôi đi tìm, tôi giảng. Mà tôi đi tìm giảng rồi lần lần tôi thấy cái số người nghe nó càng ngày càng nhiều. Khi tôi dạy trường Đại học Hùng Vương, mỗi một năm nó có 400. Mà hãy trong 4 năm như vậy 1.600 em. Trong 1.600 em ít nhất có gần 1.000 em đương thích âm nhạc. Mà có một em viết cái thơ nói: thưa thầy, em vô cùng xin cho phép em nói thật, em không phải em không ưa âm nhạc Việt Nam, mà em dị ứng, em nghe âm nhạc Việt Nam em tắt. Rồi cái khi mà em bắt buộc phải học 30 tiết về cái môn em ghét nhất trên đời, em không biết làm sao. Nhưng mà nó cái người dạy là thầy giáo sư Trần Văn Khê thì hiếu kỳ em tới. Nhưng thưa thầy, lạ thay sau 3 buổi nghe thầy nói chuyện, câu hò, tiếng hát ru chảy trong huyết quản em. Đến nỗi bây giờ em xin hứa với thầy, nữa sau em có con, chính em sẽ ru con em ngủ để cho không có mất cái bài giáo dục đầu tiên cha mẹ truyền cho con. Mà rồi
Cuối cùng em có nói câu thưa xin cảm ơn thầy, không phải trao cho em kiến thức mà đã gieo một chất men yêu âm nhạc vào trong tim em.